Đối với cây lúa từ 10 đến 17 ngày sau khi sạ thì cần sử dụng các loại thuốc hậu nảy mầm. Lúc này cỏ dại đã mọc thành cây được 1-2 lá nên thuốc dễ dàng hấp thu qua lá sau vài giờ phun. Ngoài ra, bà con cũng cần phải tiến hành khử lẫn cho ruộng lúa từ 2 đến 3 lần trước và sau khi lúa trổ, đồng thời làm vệ sinh tiêu diệt cỏ mọc ven bờ ruộng trong kênh mương. Ôi lỡ xa vào đôi mắt em. Ủa mình đâu có tóc đâu hát cái bài. Gì đâu mái tóc người thương chi chờ. Ai khóc tiếng khóc giọng. Cái gì vậy? Cái gì vậy Tám? Cái gì vậy? Trời đất ơi, mày làm gì vậy? Mày làm gì mà tự nhiên ban vô nhà tôi khóc miếu máu trời. Rồi giúp em cái này ra. Ê. Bay bên xóm củi thì về bên cha ba đó khóc than ha, thì vô nhà tôi khóp than mà trù tôi hả chi vậy? Tại nó xóm củi xóm giữa gì cũng kê bên qua gì không có anh ba vậy anh ai giúp em cái xóm dừa chứ không phải xóm giữa. Xóm gì cũng gì bây giờ sao khóc nói nghe nói liền không được tôi xử bé. Trời ơi anh ai ơi, chuyện nó dài dòng lắm anh ơi. Đầu tiên là gặp thằng Phong cà chớn, nó đem ba cái giống dỗm gì ở đâu nó bán cho em. Em về em gieo lên, trời ơi, lúa không thấy mà thấy cỏ nhiều hơn lúa nữa. Em sợ quá, em chạy bà Năm Ù nhờ bà bán thuốc xịt cỏ. Trời ơi, kêu em bán chỉ sao về xịt cỏ không chết. Em gặp ông Chính. Ông Chính nói bây giờ mà về mà xịt nhiều hơn đi. Trời ơi, ông nghe là ông Chính xịt gấp 4-5 lần bây giờ, trời ơi. Lúa ngộ độc. Dạ, ngộ độc chết queo. Bây giờ nó ngừng sinh trưởng luôn. Lúa chết, chắc em chết thì nó luôn á. Bà Năm Ù bà chỉ bay sao? Năm Ù bà chỉ em, lúa em 6 ngày thầy phải phun 60cc trên một bình. Ủa, bà chỉ đúng rồi mà. Bây làm đúng không? Em đâu có phun. Sao vậy? 4 ngày sau mới phun. Trời ơi, tại sao đợi 4 ngày mới phun? Kẹt nhậu mấy bạn. Trời ơi, thôi bay chết rồi, bay ơi. Bay là, thứ nhất là sai thời điểm, sai liều lượng. Lúa mà đã từ 10 tới 12 ngày thì phải phun cái lượng thuốc nó nhiều hơn một chút. Trời ơi, bà chỉ đúng rồi đó. Thì nay em mới gặp ông Chính, ông kia phun nhiều hơn chút. Bà hết người nghe được nghe cha Chính. Mình chả có biệt danh là quá liều, quá mạng. Không hiểu rồi sao đi hỏi cha Chính. Bây giờ mình ba cái lúa game nó vừa lá vàng mà lá bạc còn rụi lá chân lên rồi. Bây giờ cảm như nó ngừng sinh trưởng luôn đó. Nó sắp tắt sở rồi, phải làm sao giờ mấy anh? Trời đất ơi. Giờ sao anh hay có cách nào cứu cái đám lúa em không? Bỏ tay. Chỉ còn cách mà tao sợ tao chỉ bay về bay làm không được là chết nữa. Giờ sao anh cái nào cứu phải, em? Phải bón thêm đạm thôi. Để cứu cái lúa thôi. Bón thêm đạm. Cứu lúa. Nhưng trời. Mà bay tao sợ bay là làm không đúng liều lượng rồi là hiệu ứng ngược là chết à. Thôi bây giờ vậy đi. Thôi cái này chắc tao phải giúp bay tay. Đích thân tôi cầm tay chỉ việc. Yeah. Bón bao nhiêu. Yeah. Chứ không thôi để chú về chú nhậu rồi chú sản lên chú làm cho nhiều vô rồi hậu quả tai hại là tự nhiên cái tai họa tôi lãnh nữa. Trời ơi cuộc đời của em cho năm nay nó xui quá. Em ta là gây họa. Không phải lộn, em ta là bị tai họa không. Mày cũng gây họa đó, nhậu quá. Mà lo ăn nhậu không lắm vậy. Nè hội nhập thì phải là bình tĩnh, cần cù làm ăn. Rồi mới hội nhập được, nhậu hoài sao mà hội nhập.